science of Asian skincare. MD7, 7 ngày kỳ diệu. Xin chào đón quý vị đến với chương trình talk show của MD7, sự kỳ diệu của sắc đẹp. Từ nãy đến giờ thì quý vị đã nghe Loan Châu cũng như là Hà Thanh Xuân tâm sự rất là nhiều với quý vị về những sản phẩm của MD7 qua bộ dưỡng da căn bản của MD7. Và nãy giờ chúng tôi đã nói về cái Caviar Mist nè, chúng tôi nói về cái sunscreen thưa quý vị. Thì không biết là khi mà em sử dụng cái mỹ phẩm của MD7 thì em có chỉ có nghe nói là em có do some research, em có tìm hiểu một chút xíu về những cái về những cái hợp chất ở trong cái sunscreen, thì bây giờ em có thể chia sẻ với quý vị những cái gì em hiểu biết không? Thưa chị cũng như là thưa tất cả quý vị khán giả của MD7 á, thì theo như Hà Thanh Xuân trước khi mà sử dụng MD7 á thì cái đó là cái tâm lý của người tiêu dùng thôi. Thì Xuân đi ra lúc nào cũng muốn chọn một cái gì mà chống nắng, phải có độ SPF phải nhiều, cao phải nhất. Cao yeah. Thì Xuân mới mua. Nhưng mà sau đó thì Xuân bắt đầu tìm hiểu về cái kem chống nắng á, thì Xuân mới phát hiện ra một điều là thưa quý vị không nên dùng cái độ SPF nó quá nhiều, bởi vì nếu mà nó nhiều quá nó sẽ gây ra cái chất nhờn, thì từ cái nhờn đó nó sẽ làm cho da mặt mình nó gây mụn. Theo như Xuân biết á, thì khoảng độ SPF khoảng 30 là tốt nhất, là nó đã giúp nó protect cho da quý vị tới 97%. Và nếu mà có những cái sản phẩm nó ghi là 50-55 thì Xuân nghĩ nó sẽ không cover thêm bao nhiêu phần trăm hết, nhưng mà nó cái tác hại sau đó là nó sẽ làm cho da nhờn và để lại những cái vết dơ trên mặt, tại vì da nhờn thì nó rất là dễ bám bụi và những cái vi khuẩn nó sẽ dễ nảy sinh mụn cám rồi mụn bọc và rất là nhiều cái yếu tố. Dạ vâng, thưa quý vị, thì như quý vị biết là đối với những cái nhà sản xuất thì họ muốn làm vừa lòng những người tiêu dùng. Dạ. Cho nên là đối với mình là người tiêu dùng cũng vậy, khi mình đi ra biển cái hoặc tâm là lý, dạ. Cái tâm lý của mình là mình chỉ muốn làm sao cái độ SPF càng cao bao nhiêu, giống như bản thân Châu khi mà trước khi mà Châu hiểu về cái độ SPF đó, Châu ra tiệm lúc nào Châu cũng tìm làm sao cái độ SPF phải nhiều nhất, 65%, 80%, 75%. Dạ, thì Châu nghĩ rằng càng cao bao nhiêu thì Châu block được cái da của mình bấy nhiêu, dạ. Khỏi cái tia UV bấy nhiêu. Nhưng mà giống như là Xuân nói thì sau khi cho tìm hiểu và học hỏi từ những cái sản phẩm của MD7 thì cái độ SPF càng cao bao nhiêu thì cái làm cho da mình nó càng nhờn bấy nhiêu, và khi mà nhờn thì cái da mình nó sẽ bị mụn dễ dàng bấy nhiêu thưa quý vị. Và theo như là Xuân có nói thì SPF maximum 30 đã cover được 97% cái tia UV rồi. Cho nên đâu có phải cái gì cũng cover hết 100%, phải không ạ? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái điều mà Châu cảm thấy mà Châu thích nhất ở MD7 đó là họ nói thật, là họ educate, họ muốn chia sẻ với người tiêu dùng là những cái gì thật đối với người tiêu dùng. Chẳng hạn như bản thân của Châu cũng như là của Hà Thanh Xuân, khi mà tụi Châu trước khi nhận lời để mà lên nói chuyện về chia sẻ những kinh nghiệm của mình về MD7 thì những người mà nhà sản xuất của MD7 đã yêu cầu của Loan Châu cũng như là những người khách mời của Châu là sử dụng MD7, và khi mà lên chia sẻ là chia sẻ lời thật. Và những gì mà quý vị nghe ở đây là những gì mà chúng tôi đã trải qua và hiểu được, cho nên quý vị có thể sử dụng một cách hết sức là an toàn. Dạ. Em có công nhận điều đó không? Và đặc biệt thì với cái sản phẩm MD7 đó thì nó dùng cho tất cả các loại da. Thường thì mỹ phẩm nó có rất nó là nhiều lắm. Dạ, nó picky tức là nó kén chọn với những cái người tiêu dùng, đôi khi da họ là da hỗn hợp, da nhờn, rồi da khô. Nên là đặc biệt ở một điều của MD7 là dành cho tất cả các loại da có thể sử dụng được và không có gây không có những bị cái dị ứng. Dạ, đúng, đúng rồi. Rồi không có những cái dị ứng ai cũng vậy, mà Châu nghĩ rằng lứa tuổi nào cũng vậy, hoặc là nữ hay là nam giới cũng vậy, khi mà ai ngay cả nam giới mình nói là mình nghĩ là người ta không để ý, nhưng thật ra người ta để ý rất là nhiều. Nếu mà sử dụng một cái sản phẩm nào mà không hợp với họ thì không bao giờ mà họ sử dụng tới dạ, nữa. Đúng rồi. Dạ, nhưng mà quý vị nam giới có thể quý vị có thể dùng, tại vì quý vị đi làm về mệt đó, quý vị có thể dùng cái bột rửa mặt cũng làm cho quý vị cảm thấy quý vị sạch. Tại vì quý vị đi làm nhiều khi đi ngoài đường hoặc là lái xe hoặc là đi ra park hay là đi làm bất cứ chạy nơi này nơi kia thì nhiều khi bụi vào mặt á, quý vị rất là thích rửa mặt, thì
Châu cũng như Hà Thanh Xuân thì highly recommend quý vị dùng cái bột rửa mặt là tốt nhất, và sau đó quý vị có thể, nếu mà quý vị điệu hơn một chút xíu quý vị có thể dùng cái em nghĩ chắc da. Cái đó thì cũng hơi khó, cho đàn ông, nhưng mà nếu mà quý vị thật sự mà giống như là muốn khoe về cái da của mình, tại vì ai cũng muốn có một làn da khỏe và đẹp đúng hết rồi. Nhưng mà thường thì em thấy đa phần thì đàn ông họ không có khoe nhiều, họ không khoe nhiều, nhưng mà cũng người ta không khoe trước mặt mình thôi, nhiều khi người ta đằng sau lưng mình điệu ngầm không điệu ngầm đó cơ. Nhưng mà đặc biệt những cái ông mà nhiều khi hút thuốc đó em, mà cảm thấy cái da nó bị sạm xuống, thì nhiều khi quý vị dùng cái bột rửa mặt, quý vị cũng sẽ thấy là cái da mình nó sẽ tươi tắn hơn một chút xíu, để cho vợ mình có thể cảm thấy dễ yêu hơn, dễ yêu hơn, chứ để sạm quá vợ nhìn chán quá. Cái đó em chưa biết, tại em chưa có gia đình. Cái này nói đùa nhưng mà thật thưa quý vị, quý vị có thể sử dụng những sản phẩm của MD7 mà không sợ bị dị ứng với làn da. Thì còn ngoài ra thì em còn có trong cái bộ dưỡng da căn bản thì em còn có cái sản phẩm nào muốn giới thiệu với quý vị nữa không? Em cũng có dùng cái vitamin A, tức là cái retinol. Dạ đúng rồi. Thì cái đó nó help mình rất là nhiều thưa quý vị, bởi vì da của Hà Thanh Xuân là mình phải make up nè, rồi mình phải đi diễn nhiều nè, rồi mất ngủ nè, rồi đi máy bay nhiều nè, nên mà cái này nó rất là hữu ích, tại vì nó giúp cho da của mình cân bằng nè, rồi giữ độ ẩm nè, và làm cho da mặt của mình lúc nào cũng cảm thấy có sức sống hết. Không biết em có đồng ý với chị không, chứ mỗi sản phẩm của MD7 đều cho làm cái làn da của mình giữ cái độ ẩm và cho nó sáng da. Dạ đúng rồi. Vậy cái retinol hay gọi là cái vitamin E thưa quý vị, thì quý vị có thể thấy được rằng đây là một cái nói chung là những cái sản phẩm của MD7 thì cái mẫu mã rất là đẹp. Rất là đẹp thưa quý vị. Và khi mà quý vị dùng retinol, khi mà Châu thử dùng cái này thì Châu cảm thấy rằng cái da của mình nó rất là, nó giống như những cái sản phẩm khác nên nó vừa mỏng mà nó vừa fresh. Còn Châu xin phép được go over với quý vị một chút xíu những cái hợp chất ở trong cái retinol này. Thưa quý vị, ở đây thì có 8 hợp chất tất cả. Hợp chất thứ nhất đó là aloe vera leaf extract, tức là lá aloe vera thưa quý vị, là giữ ẩm cho làn da và đồng thời là một tác nhân chống viêm, chống oxy hóa và chống khuẩn thưa quý vị, đó là giúp cho làn da của mình đỡ bị vi khuẩn và đỡ bị mụn. Cái hợp chất thứ hai tức là retinol palmitate là một dạng thức của vitamin E, hợp chất giữa retinol vitamin E nguyên chất và acid palmitic, có khả năng chống oxy hóa và giúp tăng cường collagen và làm đều màu đốm, nhiễm sắc tố. Thì cái collagen đó là cái làm cho cái da mình nó có sức đàn hồi của cái làn da thưa quý vị. Cái pro vitamin B5 thì để cải thiện và làm tăng khả năng giữ ẩm cho da, chống viêm, chống gây ngứa, có tác dụng kích thích quá trình tái tạo da. Pantenol giúp hình thành và tăng cường chức năng của các tế bào khỏe mạnh. Hợp chất khác đó là sodium hyaluronate, có tác dụng giữ nước và giữ ẩm cho da. Hợp chất squalane chiết xuất từ dầu olive, gây tê và nuôi dưỡng, có tác dụng làm mềm da. Chất argillin là amino acid có khả năng chống oxy. Phân tử này được gọi là argillin, giảm nếp nhăn sâu, ngăn ngừa sự phát triển của các nếp nhăn thưa quý vị. Và công dụng của cái sản phẩm retinol này là một cái sản phẩm để chống oxy hóa mạnh, cung cấp nhiều liệu pháp giúp kiểm soát lão hóa, điều trị dấu hiệu lão hóa và ngăn ngừa các nếp nhăn. Nếu mà quý vị sử dụng cái sản phẩm này thì Châu nghĩ rằng, em có nghĩ rằng quý vị sẽ rất là happy, tại vì phụ nữ của mình thì ai cũng sợ bị lão hóa, bị già cả thưa quý vị. Cho nên là cái sản phẩm này là một cái sản phẩm có thể giúp cho quý vị chống thì không có ai chống lại được thời gian cả, phải không em? Nhưng mà dù gì đi nữa có thể giúp cho mình giảm lại, giảm bớt lại để mình giữ lại cái tuổi 18 lâu hơn một chút xíu. Hay là forever 21. Thì ngoài ra thì em còn có cái recommend nào với lại khán giả của MD7 nữa không? Một cái sản phẩm mà Hà Thanh Xuân rất là thích, và Hà Thanh Xuân sử dụng nó khi mà mỗi lần sau những cái show diễn á, đó là cái mặt nạ sữa. Oh, dạ. Thì quý vị biết á, thì
mình khi mà sau những cái lần mà Xuân hát xong và Xuân diễn xong á, thì người mình rất là mệt, cảm thấy nó giống như là cái da mặt của mình nó rất là đuối, nó mệt mỏi lắm, mệt lắm thành chứ. Ra là mình cần có một cái gì đó giống như là em nói là phải có đồ ăn cho nó. Thì em chọn là cái mặt nạ sữa này. Cái mặt nạ sữa này nó hay lắm quý vị, tức là nó rất là easy để dùng nó, tức là quý vị chỉ cần bóc ra và nó sẵn rồi, tức là nó làm cái mask, nó làm sẵn cái khuôn mặt của mình chỉ có việc đắp lên. 15 tới 20 phút sau thì mình tháo xuống, và cái mình khi mà mình tháo cái lớp mặt nạ xuống á, thì mình còn cái lớp sữa. Thì người ta nói là hay tắm sữa đó, thì Xuân cảm thấy là rất là feel good, với lại cái mùi thơm nhẹ nhẹ giống như là mùi sữa hay sữa bò vậy đó. Sữa dạ, rồi massage đó. Nhẹ nhẹ đó nè quý vị, rồi sau đó mình relax, rồi cái phần dư á thì mình có thể dùng để massage cổ, rồi dùng bôi hết hai cái tay của mình, rồi sau đó massage xong thì mình đi rửa mặt lại sạch sẽ, thì quý vị feel rất rất là thoải mái. Cho cái mặt của mình ạ. Dạ. Thưa quý vị, chúng tôi, hai chị em chúng tôi lo nói chuyện với nhau mà quên mất thời gian. Chúng tôi chắc có lẽ là chương trình thời gian có hạn, nhưng chúng tôi có lẽ là phải hẹn quý vị vào chương trình lần sau. Chúng tôi sẽ nói thật nhiều về cái Milk Mask này, cái bộ... Milk Collagen Mask tới quý vị. Thì để trước khi kết thúc chương trình thì xin em có thể nói một lời... chia sẻ cùng quý vị trước khi mà mình chia tay với quý vị ngày hôm nay. Thưa chị cũng như là thưa tất cả quý vị khán giả của MD7, thì Hà Thanh Xuân rất rất là muốn chia sẻ nhiều điều lắm, nhưng mà vì thời gian chương trình có giới hạn lần sau sẽ gặp lại quý vị và nói nhiều hơn nữa, tâm sự nhiều hơn nữa về những cái gì mà Hà Thanh Xuân đã sử dụng và một cái hiệu quả tốt nhất của MD7. Và chúng tôi xin chào quý vị, chúc quý vị một ngày thật là vui, và chúng tôi xin hẹn quý vị lại chương trình lần sau. MD7